gian trôi qua đi tuổi học trò, chỉ còn những ký ức xưa về ngôi trường, về nơi mình chung lớp với cô bạn thân. Chuyện vui buồn ngày ấy đến lớp hay bị bắt nạt thôi, rồi thì cũng quen dần với những người bạn giúp tôi vượt qua những nỗi âu lo. Giấc mơ của ngày thơ, ngày ta cùng nhau tới lớp học những bài học vỡ lòng, biết thêm những điều ý nghĩa về cuộc sống. Đã qua rất lâu rồi thời mộng mơ, và chúng ta lần theo những bài học ấy. Dù đi đâu bạn vẫn luôn có tôi sẽ dõi theo bạn ở tương lai phía trước. Có những lúc bạn với tôi giận hơn, trong vời hỏi cho chút ngây ngô khi trao tặng nhau cánh hoa thắm, rời xa những kỷ niệm, xa rời mái trường, những nét chữ tôi viết vội vàng giờ vẫn còn đó. Từng dòng mực tím sẽ không phải qua tháng năm dài, mãi trong tim những kỷ niệm dấu yêu một thời. Chuyên văn Việt Châu, kính thưa các thầy Lê Thái Phong, thầy Nguyễn Tư Hoành, thì hôm nay khóa 23 chúng em thì có tổ chức cái ngày lễ 20 năm ra trường, và trong cái chương trình thì có các học sinh đề cử về trường, thăm trường và có một cái món quà để trao cho trường và để xây dựng trường và đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Thì thay mặt các học sinh khóa 23 xin kính mời bạn Lê Văn An lên trao quà cho đại diện nhà trường và thầy Ngô Sĩ Thủy, và anh có đôi lời phát biểu các thầy cô. Xin cảm ơn. Trước hết là lời đầu tiên cho phép và em đại diện cả 23 trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Châu chúc mừng những thành tích rất là vĩ đại của nhà trường trong năm vừa qua. Đây là lần đầu tiên mà trường chuyên Hoàng Văn Châu có giải quốc tế tất cả các môn toán, lý, hóa. Đây là lần đầu tiên cả, và là cái trường được nhiều giải quốc tế nhất trong năm nay, và có lẽ trong lịch sử. Và cũng là lần đầu tiên thì môn toán là môn giống như bóng đá trong thể thao á, thì có được huy chương vàng. Đấy là những thành tựu rất là nổi bật của nhà trường trong năm nay. Thay mặt cho các hai ba toán, trước hết là em xin cảm ơn sự chăm lo dạy dỗ của em, của các thầy, và nhờ sự giúp đỡ của các thầy thì bọn em đã trưởng thành và có được ngày hôm nay. Ngoài trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Châu là nơi đến đi và về của những bao thế hệ học trò, và riêng bản thân thì cái trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Châu có thể là nhiều kỷ niệm, là người học trò, giáo viên cũng tại đây. Em hoàn thành toàn bộ cái quá trình bằng cấp của mình thì cũng ở đây, và rất nhiều bạn bè sau 20 năm trở lại
cũng là rất cảm ơn tất cả sự dạy dỗ của thầy cô, và cũng rất mong nhà trường trong tương lai ngày một phát triển xứng đáng là một trong những trường trung học phổ thông chuyên hàng đầu của đất nước Việt Nam. Xin hết. Tiếp theo thì em mời thầy Vũ Xuân Thủy, em có đôi lời để khóa xin lắng thầy. Kính thưa thầy Phong, thầy Hoàng, thầy Đạt, kính thưa các thầy giáo, thầy giáo, kính thưa các anh chị, thưa học sinh của trường khóa 23, cũng là thật là vinh dự hôm nay trong cái buổi khóa kỷ niệm 20 năm ra trường của các anh chị thưa học sinh. Có mời các thầy giáo, cô giáo đã từng giảng dạy và lãnh đạo nhà trường thì đầu tiên thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và các em học sinh của nhà trường xin được bày tỏ lòng cảm ơn các thế hệ học sinh của nhà trường, và hôm nay việc là có thầy ba của nhà trường. Xin được cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân dân, viên từng công tác tại trường và đã làm nên những thành tích mà thế hệ sau này nhà trường góp thêm công sức để vun đắp như cái kết quả như thế. Em học sinh thành phố Đà Lạt có phát biểu. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em và các anh chị cựu học sinh có hai ba năm đấy, cũng nói thật là hàng năm nhà trường rất vinh dự được đón rất nhiều đoàn học sinh cựu học sinh của chúng ta về tổ chức kỷ niệm các cái ngày ra trường, gặp mặt trong các cái dịp, và những cái dịp đó thì anh em cựu học sinh chúng ta đã có những cái đóng góp rất lớn cho nhà trường. Cụ thể là đóng góp về tinh thần, luôn luôn theo dõi động viên các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Cái đóng góp thứ hai đó là đóng góp về kế hoạch phát triển của nhà trường, rất nhiều cái đóng góp. Một cái đóng góp thứ ba rất đầy ý nghĩa đó là đóng góp về cơ sở vật chất, rất nhiều khóa học sinh có tổ chức các cái quỹ học bổng để tặng cho nhà trường, tặng cho các em học sinh của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập thì đạt được những thành tích rất cao. Thay mặt cho nhà trường xin được chân thành cảm ơn các thế hệ học sinh, cựu học sinh của nhà trường trong suốt gần 50 năm xây dựng và phát triển, và đặc biệt là các thế hệ học sinh của nhà trường và hôm nay là cựu học sinh của 23. Chúc tất cả các thế hệ học sinh chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, và luôn luôn quan tâm dõi theo sự phát triển của nhà trường. Một lần nữa xin được cảm ơn. Thay mặt khóa 23 xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Xuân Thủy. Một lần nữa thì tập thể chúng em cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã dành thời gian để đón tiếp. Cảm ơn thầy Phong, thầy Hoàng, thầy Hải đã để qua chúng em. Vì đây chúng em xin được kết thúc chương trình giao lưu của nhà trường. Đã đi xa về nơi trái tim, và còn lại trong ta những tháng năm dài nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn em trong trang vở lưu bút này. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ thời ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức.
Tôi tin như vậy. À, có
người bạn đã nói, điều làm nên sự khác biệt lớn lao và ý nghĩa nhất của trường Phan đối với các môi trường khác, đó chính là nơi đây đã dạy cho các học trò một tình yêu trường mãi mãi không đổi thay, một tình yêu qua năm tháng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và hẳn rằng tình yêu mà bạn Huy lớp toán nói thì vẫn đang hiện diện đâu đó trên khuôn mặt của các cựu học sinh Phan ngày hôm nay, với muôn vàn mảng ký ức rất là rõ nét. Chúng tôi xin được giới thiệu với các thầy cô giáo đã đồng hành cùng chúng ta trong quãng thời gian đáng nhớ đó. Xin trân trọng giới thiệu người thầy đáng kính, giản dị và gần gũi như một người cha, người đã dạy cho chúng em những nụ cười thân thiện nhất, thầy giáo hiệu trưởng, nhà giáo ưu tú Đinh Văn Thông. Thầy là một chuyên gia về thơ đường và văn học dân gian. Những bài giảng của thầy là những bài bình giảng xuất sắc. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Trần Hữu Dinh, giáo viên môn văn. Vâng ạ, dù nghịch ngợm đến cỡ nào, chưa một lần thấy thầy nổi giận. Thầy là hiện thân cho sự đoàn kết và thương yêu. Cho chúng em trân trọng giới thiệu thầy giáo kính yêu chủ nhiệm lớp 10 và lớp 11 K23 văn, thầy Nguyễn Tư Hoành. Vâng ạ, một thầy giáo vừa như là nghệ sĩ, vừa như là thiết gia, lại vừa trông giống một nhà nghiên cứu trí thức bên Bắc. Ấn tượng trong chúng em là những tiết học lịch sử có chút gì đó lãng mạn, mơ hồ, với những câu hỏi dường như chẳng liên quan gì đến lịch sử và chẳng biết nên trả lời như thế nào. Nhưng đẹp là gì ở em, hạnh phúc là gì, các bạn có nhớ không? Vâng, xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Kiêm. Thầy là một người điềm đạm nhưng nghiêm khắc. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Trần Văn Minh, giáo viên môn địa lý. Vâng, thầy rất nhẹ nhàng và hiền từ, nhưng lại có thể biến những công thức khô cứng trở nên dễ hiểu. Trân trọng giới thiệu thầy giáo, nhà giáo ưu tú Đinh Hương An, giáo viên môn vật lý. Nhớ về thầy, hình ảnh sâu đậm nhất của chúng em là vẻ thư thả, thong dong khi thầy bước đi trên trường cũng như trên bục giảng. Mỗi bài giảng vô cùng phức tạp qua lời giảng của thầy trở nên đơn giản hơn nhiều. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo, nhà giáo ưu tú Trần Văn Bình. Thầy là sự hiện thân của sự điềm tĩnh và khoan dung. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo, nhà giáo ưu tú Phan Huy Tỉnh, giáo viên chủ nhiệm K23 toán lớp 12. Thầy là giáo viên văn có 102, sắc sảo, sâu sắc, thâm thúy, nhân văn, rất riêng, rất gần, rất xa, rất phóng khoáng, rất nghiêm, rất trách nhiệm, rất tình cảm. Và hình như thầy cũng yêu rất quyết liệt. Vâng ạ, em xin trân trọng giới thiệu thầy giáo, nhà giáo ưu tú Lê Thái Phong, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên văn như thế nào. Thầy truyền lửa bằng nguồn nhiệt huyết nóng bỏng, các bài học của thầy tái hiện lại đất nước Nga xinh đẹp và nên thơ. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Ngọc Hồ, giáo viên môn tiếng Nga. Những tiết học hóa không còn quá khó khăn với chúng em, bởi thầy đã lồng trong đó những câu chuyện điện ảnh rất là thú vị. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Đồng Văn Bình, giáo viên môn hóa học. Thầy rất hóm hỉnh nhưng đầy tận tâm với từng bài giảng của mình. Những tiết học ngày đó nó mở ra cả một thế giới sinh động và hấp dẫn với chúng em. Trân trọng giới thiệu thầy Thái Giáo Thuyên, giáo viên môn sinh học. Ngày đó, sau cùng của thầy ở ngay sau cái ao của trường mình. Sau giờ học, chúng em vẫn thường vào phòng thầy, rồi cảm thấy thương thầy nhiều hơn. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Chí Nam, giáo viên môn địa lý. Chúng em luôn nhớ đến tình cảm yêu thương cô dành cho các học trò của mình. Xin trân trọng giới thiệu cô Hoàng Thị Nghĩa, giáo viên môn sinh học. Với chúng em, cô là đại diện và tiêu biểu của một yếu tố của người phụ nữ, công dung nông hạnh. Xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Bích Diệp, giáo viên môn văn ạ. Và các nhà văn khối C luôn biết ơn cô vì sự hiền hậu yêu thương. Chưa
một lần thấy cô nổi giận thì chúng em biết đáng lẽ những giờ học không nên như thế. Tân cập giới thiệu cô giáo Lương Thị B, giáo viên môn toán học. Với các nam sinh, vật lý có thể là hiện thân của sự bay bổng, nhưng với các cô gái, đôi lúc vật lý là hiện thân của sự khô khan, và điều đó làm nên vẻ đẹp riêng cho các thầy giáo, cô giáo của môn này. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hoàng Thảo, giáo viên môn vật lý. Sự hiện diện của thầy Nguyễn Hoàng Thảo là một người đầu tiên cảm thấy rất là thể hiện cái tình cảm tuyệt vời nhất của thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên Phan Đình Trạc. Một lần nữa thầy rất là cảm ơn và một lời thầy trong cuộc hội ngộ đặc biệt ngày hôm nay ạ. Tiếp theo là một người thầy mà với cá nhân em thì có kỷ niệm rất là sâu sắc. Em nợ thầy một lời xin lỗi chân thành và em biết ơn lòng vị tha của thầy. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Quang Phú, giáo viên môn Văn. Và trong cuộc hội ngộ và trong ngày hôm nay thì bạn Huy sẽ chia sẻ cái lời xin lỗi của bạn Huy đối với thầy Phú này như thế nào, bởi vì rất đông các thầy cô và các bạn ngày hôm nay cũng rất là tò mò đấy. Và với một giọng nói rất là dịu dàng, cô là người giúp cho chúng em bớt sợ môn tiếng Anh, môn học mà thời đó chúng em chưa ý thức được hết tầm quan trọng trong cuộc sống sau này. Xin trân trọng giới thiệu cô Ngô Thị Thành. Cũng là một giáo viên Anh Văn khác, cô là một người mà nhiều chàng trai K23 muốn gọi bằng mẹ. Thay mặt các chàng trai K23, mặc dù có vợ của con ở đây, nhưng con xin trân trọng giới thiệu mẹ Vương Thị Liên. Thầy là người dẫn dắt đội tuyển sử đầu tiên của trường trung học phổ thông chuyên Phan Bình Châu. Những buổi học ở nhà thầy, sự am hiểu sâu rộng, sự quyết liệt trong cách học bài chơi là những khoảng ký ức quý giá mà chúng em không bao giờ quên. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thế Lữ, giáo viên môn lịch sử ạ. Thầy là một người rất đặc biệt, lúc là đồng đội, lúc là đối thủ, bác càng ra trên sân bóng. Và với lớp băng thì thầy có những câu chuyện cổ tích, những chuyện tình yêu, những chuyện về người lính. Và chúng em đều rất nhớ những tiết học thể dục rất đặc biệt của thầy Vũ Thế Dũng. Vâng, cô là người không trực tiếp giảng dạy, nhưng cô đã giúp đỡ cho các lớp rất nhiều. Không có cô, rất có thể tất cả các học sinh ở đây không thể vào được đại học. Và chúng em vẫn nhớ những giờ ra chơi thì chúng em luôn quây quần quanh cái bàn gỗ của cô ở văn phòng trường. Đó là tân tập giới thiệu cô Nguyễn Thị Việt. Cô là một người phụ nữ mẫu mực trong mắt chúng em. Tuy nhiều lúc cô buộc phải cáu giận vì những nghịch ngợm quá đà của lớp K23 toán, nhưng sau tất cả cô vẫn luôn nhẹ nhàng và yêu thương. Trân trọng giới thiệu cô Đinh Lê Thanh, nguyên hiệu trưởng nhà trường của trường trung học Phan Bình Châu từ năm 2002 đến 2004. Cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp toán năm 10, lớp 10 và lớp 11. Cô cũng là một người học sinh trường Phan. Ngày cô đi lấy chồng, rất nhiều bạn nữ đã khóc. Và trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Chi, giám đốc sở giáo dục đào tạo Nghệ An, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Những bài tập đại số phức tạp, rối rắm, khô khan qua bài giảng của thầy trở nên đơn giản, nhẹ nhàng, thậm chí đôi lúc còn bay bổng nữa. Chúng em xin trân trọng giới thiệu thầy Thái Viết Thảo. Với người bạn trong lớp tuyển tin học, thầy không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn, người anh. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Trọng Ngải, giáo viên môn tin học. Thầy gắn với những câu chuyện điều tra ly kỳ. Và những giờ ra chơi với thầy là ác mộng, bởi vì thầy vẫn thường bị đứa học trò tay quá nhốt lại trong phòng không cho ra. Đó là thầy giáo Ngô Xuân Minh, giáo viên môn thứ ba của chúng ta. Cô là niềm cảm hứng phục
tập của rất nhiều chàng trai K23 thời gian đó. Xin trọng giới thiệu cô Cao Lan Thanh, giáo viên môn thi. Tiếp theo thì chúng em xin được dành đôi lời để nói về các thầy cô không đủ điều kiện sức khỏe để về dự được cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì đặc biệt đối với tập thể lớp K23 Lý thì là một trong những cái điều may mắn nhất của các bạn là được thầy giáo, nhà giáo ưu tú Trần Thúc Toàn chủ nhiệm. Thì thầy không chỉ rất là tâm lý mà còn hiểu rõ về tính cách, hoàn cảnh của từng trò để có những cái động viên khích lệ đúng lúc và khơi gợi đam mê cho các bạn. Thì cách đây một tuần thì thầy đã phải điều trị ở bệnh viện Hà Nội. Và trước cái tình cảm rất là tha thiết của các bạn lớp Lý thì mặc dù thầy đã cố gắng hết sức và thậm chí là truyền để phục hồi sức khỏe nhanh nhất, nhưng mà rất tiếc là đến giờ phút cuối cùng, phút trọng, thầy vẫn không thể về được. Thì lớp Lý muốn em thay mặt các bạn gửi một cái lời cảm ơn chân thành về những cái gì thầy dành cho lớp. Và ngoài ra thì các thầy giáo Nguyễn Văn Kiên, thầy giáo Kiên, thầy Kiên cũng không đủ sức khỏe để về. Và sáng nay thì cũng có thêm một sự vắng mặt đáng tiếc nữa của thầy Nguyễn Cảnh Cùng, vì thầy cũng đã có người thân trong gia đình mất ạ. Em rất là mong các thầy cô chóng bình phục sức khỏe. Vâng ạ, và một lần nữa thì xin mời các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để gửi tới các thầy cô giáo một lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy giáo cô giáo đã tham dự buổi gặp mặt và tri ân của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời các bạn nữ thay mặt cho K23 sẽ gửi đến các thầy giáo cô giáo những bông hoa tươi thắm nhất thay cho lời biết ơn của chúng em ạ. Mời tất cả các bạn chúng ta cùng đứng lên để các bạn nữ tặng, trong lúc các bạn nữ tặng hoa thầy cô. Dù bạn là ai, dù bạn ở phương trời nào, hôm nay trở về đây, chúng em chỉ là những học sinh nhỏ bé của thầy cô. Bao nhiêu năm qua, chúng em đã mang theo một cốt cách trường hoan không trộn lẫn trong tất cả nẻo đường đời. Có những bạn đã thành đạt, có vị trí xã hội, có những bạn đang làm những công việc rất bình thường. Nhưng chúng em tự hào vì ở tất cả vị trí có học trò hoan, công việc dường như chắc chắn hơn, giàu nhiệt huyết hơn và hiệu quả cao hơn. Mỗi nếp nhà của chúng em ngày hôm nay, dù vững chắc hay còn tạm bợ, thì trong trái tim chúng em vẫn vẹn nguyên một tình yêu chân thành, sâu sắc. Chúng em đã luôn đi những con đường thẳng, dù gập ghềnh, khó khăn đến mức nào. Và có lẽ là một điều may mắn hạnh phúc khi được là cựu học sinh khoan, không chỉ vì những trang sách chuyên sâu, mà những bài học làm người luôn thấm nhuần trong từng giờ lên lớp. Và thay mặt cho tập thể K23, xin mời các bạn đại diện cho các lớp nên có đôi lời phát biểu. Trước hết, xin trân trọng mời kính mời bạn Nguyễn Thị Nga đại diện cho lớp K23 chuyên văn. Mời bạn. Mời bạn lên sân khấu ạ. À, kính thưa tất cả các thầy cô giáo và tất cả các bạn. Hôm nay phải nói ra em rất là xúc động và rất là vui mừng thì sau 20 năm ra trường được gặp lại các thầy cô và các bạn đại diện cho lớp chuyên văn K23. Và em xin phát biểu một số ý như sau. Thứ nhất là phải nói rằng là cái tâm nguyện mà gặp lại các thầy cô, gặp lại các bạn sau khoảng thời gian 20 năm là cái điều mà em đã cả rất lâu. Và cái điều kiện cũng nhiều lý do thì là chúng em đến ngày hôm nay đã đại diện cho bọn em ra trường năm hôm nay chỉ đang trưởng thành thì 20 năm thì có thể đến năm ngoái nhưng mà đến năm nay thì bọn em mới hồi về đây được chuyên văn K23. Bọn em thì tổng số là 29 bạn và ngày hôm nay có bạn ở đây 23 bạn.
ban đầu thì đứa bé là 3 ngày thôi. À, sau đó thì đến khi cái tốt nghiệp năm 1997 thì bọn em con trai 29. Phải nói rằng là các bạn sau 20 năm thì bây giờ có những bước trưởng thành nhất định, có bạn làm giáo viên, có bạn làm nhà báo, có bạn làm công chức, có bạn bây giờ cũng đã học hàm lên đến tiến sĩ. Nhưng tất cả chúng em đều hướng tới những kỷ niệm đời ngày học trò, và hôm nay gặp các thầy cô rất là vui mừng vì các thầy cô vẫn là còn khỏe mạnh và rất là cố gắng thức xếp thời gian để về đây để bọn em hôm nay. Xin kính chúc sức khỏe các thầy cô, mong các thầy cô sống khỏe, sống vui và khỏe mạnh về bọn em. Còn đối với các bạn K23 cũng như là chuyên văn K23, xin thay mặt cho lớp văn xin rất là cảm ơn các lớp toán lý và toán lý đã rất là ưu ái, đã rất là quan tâm, và các bạn đã tạo điều kiện cho lớp văn chúng tôi tham gia được cái dịp hồi mùa này. Gần như tất cả các phần việc thì các bạn phần nhiều là các bạn nam và bạn gái bác ấy. Tôi hôm nay có mặt hôm nay rất là cảm động. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn các bạn, và rất mong là cái sự hồi mùa của chúng ta không chỉ dừng ở đây, và sẽ có cái kỳ 25 năm, kỳ 30 năm chúng ta sẽ cố gắng duy trì. Xin một lần nữa chúc sức khỏe các quý thầy cô, chúc các bạn hạnh phúc trưởng thành hơn nữa trong mỗi đường đời. Xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời các bạn đại diện của lớp K23 Lý, và xin cảm ơn bạn Nga. Kính thưa các thầy cô giáo kính mến, kính thưa các bạn du học sinh của K23 những khoảng 1997. Trong cái không khí của cuộc hội ngộ hôm nay thì em là đại diện cho lớp K23 Lý thì có cái và cảm tưởng về nay vừa qua. Trong 20 năm qua thì trong lớp mỗi bạn đã được vinh dự học ở bài trường của Hoàng Quỳ Châu, thì đã tiếp thu những cái kiến thức cũng như là cái tình cảm thầy trò cũng như sự truyền dạy của các thầy cô giáo, thì có cái nền tảng trong cái cuộc sống làm việc trong cái những cái môi trường khác nhau để có những cái kết quả ngày hôm nay. Đấy là một cái công lao to lớn của thầy giáo, và trong nhà trường thì trong quá trình học tập cũng như là sau cuộc sống thì bây giờ vẫn giữ được những cái tình cảm trong lớp gắn bó. Thì ngày hôm nay về đây thì trong lớp chúng em thì cũng là sĩ số là 33 học sinh, mà có một bạn đã mất. Các bạn đi ở xa, những người đi ở bình cư nước ngoài cũng cố gắng về, nhưng mà cũng tương đối đầy đủ. Còn quá trình học cũng như là trong cuộc sống thì là những về mảng trường thân yêu của chúng ta, các cái thầy thầy cô đã dạy có muốn đáp cũng như là cái đã tuyên thủ những cái kinh nghiệm kiến thức cũng như là trong cuộc sống hiệu giác của em, để mọi người là có một cái nền tảng vững chắc trong cuộc sống để mà có những cái thành công nhất định. Đến bây giờ thì thay mặt tập thể lớp em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo và các thầy cán bộ của nhà trường đã quan tâm lo lắng đưa đời sống công việc ra ngoài mặt cho các học sinh mình bây giờ, thì cũng như các bạn thì em gửi lời tiên đến thầy cô giáo kính mến, và mong tập thể khóa tiếp tục là phát huy những truyền thống tốt đẹp nhân văn của trường Hoàng Quỳ Châu, để đi đến đâu thì chúng ta cũng là phát huy truyền thống của những bề dày lịch sử của nhà trường, cũng như là mong những việc tốt trong cuộc sống. Và về hướng về mái trường thân yêu thì em nghĩ là như hai câu thơ của chị Lan Tiên mà được viết trên nhà trường, là khi ta ở chỉ là nơi ta ở, khi ta đi đất bồng hóa tâm hồn. Thì hôm nay là bồ hồ xúc động, em được về trường và em nhìn lại quãng cảnh thường xưa, tất nhiên là cũng thay đổi nhiều, và
có nhiều cái hiện đại, nhiều cái là phát triển hơn, nhưng mà những cái ký ức, những cái kỷ niệm đẹp còn vẫn đời học sinh tôi tuổi cho vì và những cái lời dạy thì bài giảng giờ ra chơi cũng như là được các thầy cô là quan tâm ưu ái và cũng như là dìu dắt thì cái này là trong suốt cuộc đời học sinh học trò là quãng thời gian đẹp nhất và nghĩ là nó cũng như một hành trang đi theo đường đời của mình và mãi mãi không bao giờ quên. Thì thay mặt tập thể lớp em cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô giáo và cái cuộc sống mà bây giờ đang nghỉ ngơi nghỉ hưu mà từ khi mong thầy cô luôn khỏe và hạnh phúc về con cháu và có một cuộc sống an nhàn vui vẻ và đối với các bạn học sinh thì cũng là các thầy gắn bó đoàn kết và kết nối nhau nhiều hơn nữa để xây dựng cái tình cảm bạn bè trên cái đó là một cái truyền thống tốt đẹp của mãi đến hồi đâu mà không phải một vài quả mà cả một cái bề dày lịch sử đã hôn đúc lên cái truyền thống đó và như đường của hồi châu là một cái đường về nhân văn và giáo dục thì mãi mãi với chúng ta tổ hướng ở đông đó và tự hào đi đâu để làm vẻ vang truyền thống của trường lớp và nhà trường và tất cả mọi người cảm ơn các bạn. Có đôi lời phát biểu và tiếp theo thì xin mời đại diện của lớp toán lý sẽ lên có đôi lời phát biểu với các thầy cô và các bạn. Lời đầu tiên, xin thay mặt cho toán lý và hai ba phát ngôn châu xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hôm nay em rất là xúc động và sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì tất cả chúng em đã có mặt được này. Xin cảm ơn tất cả những người trong ban tổ chức đã thực sự cố gắng và đã mời được đông đủ thầy cô đến và sự có mặt của thầy cô đó là một quà lớn nhất và sự hy vọng mong chờ nhất của tất cả chúng em. Xin được cảm ơn sự có mặt và đầy đủ của thầy cô ngày hôm nay ạ. Tiếp theo thì em xin cảm ơn tới tất cả những bạn đang sinh hoạt sống ở xa nhưng cũng đã cắt thời gian và công sức để về có mặt. Điều đó thể hiện được cái tình yêu của toàn thể khóa 23 dành cho môi trường bạn của cháu và dành cho nhau, dành cho thầy cô. Và lời cuối cùng thì em xin được bày tỏ sự lòng biết ơn chân thành nhất đến cái môi trường mà nơi đó thì tất cả các bạn từ sáng đến giờ đã dành những cái lời đẹp nhất để nói với môi trường bạn của cháu. Và em xin được gửi tới môi trường bạn của cháu đó là một cái lời tự hào, một niềm tự hào vì ngôi trường đã tạo ra được những con người có tâm và có tâm và có cả một cái tình yêu lớn ạ. Cuối cùng thì em xin kính chúc tất cả các thầy cô giáo, tất cả các bạn sau cái môi khóa này có một cái ký ức đẹp về khóa 23 chúng em và chúc cho tất cả các thầy cô có được sức khỏe dồi dào, an bình trong cái đời sống nghỉ hưu, sống thật thọ để bọn em có thể tổ chức 50 năm gần đây của các thầy cô ạ. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất là tâm huyết của Hoài Nam. Và tiếp sau đây, đại diện của lớp toán sẽ là một nhà thơ. Nhân dân nói là một nhà thơ bởi vì trong những giờ ra chơi thì bạn ấy vẫn thường sang đọc thơ cho lớp băng nghe. Những bài thơ do chính bạn ấy sáng tác và chính là bạn Lê Văn An. Xin mời bạn Lê Văn An đại diện cho lớp toán nghe. Kính chào các thầy cô giáo và các bạn trong khóa 23. Thay mặt lớp toán, em xin gửi tới các thầy cô giáo đã về hưu chúc các thầy sức khỏe, vui vẻ cùng con cháu, vì tuổi già thì sức khỏe là điều tối quan trọng nhất. Chúc các thầy cô giáo còn đang làm việc thành công hơn nữa trong công việc. Trường Văn Hồi Châu là nơi chắp cánh ước mơ, tình yêu khoa học và tình yêu cuộc sống cho chúng em. Sau này chúng em đã từng có những người trưởng thành rất nhiều người khác nhau, nhưng toán học đã trở thành thì hành trang lớn nhất để chúng em bước vào đời. Xin tri ân và cảm ơn các thầy cô, chúc các thầy cô mạnh khỏe, chúc nhà trường ngày càng vững mạnh. Xin cảm ơn anh An. Tiếp theo xin mời bạn Bắc đến từ lớp văn và bạn có một bài thơ muốn gửi tặng đến
toàn thể các thầy cô giáo. Kính thưa thầy, kính thưa thầy giáo Đinh Văn Thông, kính thưa quý thầy cô giáo kính yêu, kính thưa các bạn K23 Thầm Bởi Châu thân mến. Lời đầu tiên em xin phép, em kính xin phép thầy, quý thầy cô giáo, xin phép các bạn cho em gửi tới quý thầy cô giáo, toàn thể tất cả các bạn lời chúc sức khỏe, chúc gia đình luôn luôn hạnh phúc, chúc các bạn luôn luôn thành công trong tất cả các lĩnh vực. Em phép ngày hôm nay em xin phép được đọc bài thơ Nhớ Trường Phan Bội Châu. Một bước đi xa muôn ngàn, nhớ vô vàn trường than người ơi. Mãi trong ta là một trời kỷ niệm đong đầy trong mắt, kỷ niệm chôn chặt trong tim, kỷ niệm im lìm của những tháng ngày, tin rằng không bao giờ mất. Chúng ta chung bàn chung lớp, ngày ngày tháng tháng bên nhau, lặng thầm chưa nói nên câu, lắng lòng nỗi niềm chất ngất. Ta gọi người là bà lá sát, đầu trần chân đất. Người đuổi ta chạy khắp sân trường, đá sỏi cắt chân, máu đẫm gốc bàn. Muôn ngàn đã đổ và ươm, thơm lừng ước mơ ngày mới. Lớp học của chúng ta, mấy gian nhà cấp 4, mái ngói, tường vôi, tinh khôi như trời giấy trắng. Ta, gã trai nhà quê lần đầu lên phố, chỉ biết nín lặng giữa rừng hoa chuyên văn diêm rùa, đành lòng mặc quần lụa, ngày ngày gác cửa, ngắm các nàng công chúa. Thỏa sức vui chơi, dựng nên một góc trời dậy sóng. Người lóng lánh long lanh, rực sáng từ đầu đến chân. Ta thu thực rất muốn gần, nhưng không dám nói, cũng không dám hỏi, chỉ biết nén lòng tiếng gọi. Người làm tốn bao lời bao mực, thực là trò giỏi trò ngoan. Tập thể duyên văn vọng vang, rạng danh những nàng la sát. Cùng chung lời ca tiếng hát, đậm sâu ân nghĩa thể cô. Chấp cánh cho ta ước mơ, vun tới vùng trời hoan nắng. Cả tổ văn trường than ngày ấy, thầy Hoành, thầy Tuấn, thầy Phong, thầy Dinh, thầy Dương, cô Diệp, thầy Vinh, cùng cô Kim Chi chủ nhiệm, dạy dỗ dìu dắt đàn con, luyện rèn viết tròn nét chữ. Thầy dạy văn học nhân học, nét chữ nếp người trò ghi, vẽ mây nảy trăng ta nhớ, ý tại ngôn ngoại người nghe. Thời gian thoi đưa thấm thoát, chúng mình rồi lớn rồi khôn, ngày rời xa trường xa lớp, nặng lòng đẫm ướt bờ mi. Hành trang đầy đủ ra đi, chữ thầy nâng chân ta bước vững vàng vươn lên phía trước, ai hay chỗ này ngóng chờ. Sân trường chúng ta bây giờ đã rực lên màu nắng mới, bao nhiêu đổi thay, trưởng thành lớn mạnh, kỷ niệm chỉ còn hơi sương lạnh lạnh xe lòng. Xa vắng rồi người ơi, có ai còn nhắc nhớ mái ngói tường vôi, cây bàn lá đổ, thầy cô giáo già ai người thăm viếng. Ta ngồi ôn chuyện lặng lặng ôm mặt thở dài, mê mải nói đến ngày mai, mê mải bước đến tương lai, ước mơ một lần trở về chốn cũ, trở về ngày cũ, nơi cái bàn bóng rủ, nơi hình dáng thầy cô phủ lên mái trường nhiều tầng khang trang, cho lớp lớp học trò đi lên xây dựng cuộc đời tươi sáng. Cảm ơn. Tiếp theo xin giới thiệu bạn Dương Nữ Khánh Thương có một bài thơ gửi đến thầy cô các bạn. Bạn Thương hình như là vừa mới xuống sân bay đúng không? Em xin chào, kính chào tất cả các thầy cô và các bạn. Em là một người cũng rất là khá đặc biệt mà cũng phải đến bây giờ em mới dám bước chân về trường. Tại vì là ở trong môi trường này thì em cũng khá gây rất là nhiều tội lỗi. Mà mỗi lần nhớ về thì em lại cảm thấy có lỗi với các thầy cô, nhất là thầy Hoành, thầy Phong, cô Chi. Và một số thầy có liên quan là bởi vì cái tính mơ mộng quá đà của em. Và sau này thì em đã dành cả cái quãng đời học đại học cũng như là công việc hiện tại để tìm cách sửa sai cái tính lãng đạm của mình. Và cũng xin báo thầy cô và các bạn là em đã sửa sai, nó lại thành công quá mức mong đợi. Thế là hầu như là con đường văn thơ của em chỉ giữ cho riêng mình, chứ nó không có nhu cầu là phải đăng ở đâu hay là phải gửi như là những ngày hoa mộng ngày xưa. Nhưng mà cái nguồn cảm hứng trong em thì vẫn còn, hầu như là em làm thơ và viết chuyện rất là dễ dàng mỗi ngày, những lúc chờ xe, những lúc chờ họp, những lúc theo dõi cái công việc hiện tại của em là thiên về truyền thông media. Thì em đã cũng xin báo với các thầy cô là em sửa sai thành công đến mức là bây giờ em đã trở thành một con người mà nó quá là lực và tính toán hàng ngày của những cái kênh truyền hình, writing là số bao nhiêu, doanh thu là bao nhiêu, nội dung là như thế nào, những bộ phim nó đạt như thế nào.
nên nó cũng có phần khác biệt so với ngày xưa. Thế nhưng mà trong những cái phút đợi chờ đấy thường thường thì em sẽ làm thơ và làm vào iPhone. Thì hôm nay em cũng chẳng thuộc bài thơ nào của em cả. Lần trước thì có một bạn ở cùng khóa cũng có tác em vào một cái bài thơ và hỏi đấy có phải thơ em, và bạn ấy chép tay rất là trân trọng. Mà thực sự em không dám nói ra là em không hề nhớ một bài thơ nào của mình hết ạ. Chỉ thấy hơi quen quen thôi. Thì hôm nay em cũng xin đọc tặng thầy cô và các bạn một bài. Thì cái bài trước của bạn Bắc thì quá xuất sắc rồi, nhắc đến tên thầy cô và mái trường rất là gần gũi và ai cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Còn em, những bài thơ của em thì tìm hoài cũng không có một người nào cụ thể cả. Nó chỉ là những cái cảm xúc riêng tư vụn vặt của mỗi cá nhân con người, và mỗi con người đều có thể có một lúc nào như thế, nhưng mà nó không phải là mọi lúc mọi nơi. Thì em xin đọc bài thơ của em. Thành phố nghỉ lễ, những khu vườn xanh trong thành phố không có bóng một ai. Những người chết canh trầm mặc hoang phế bên cạnh cao ốc building. Nỗi cô đơn đánh giạt khái niệm thời gian, ngủ vùi trong hoang tưởng dệt mộng điền viên. Vài mảnh vụn nhấp nhúa đến kỳ rã đám cái mang danh tình yêu đương. Thành phố nghỉ lễ kéo theo màn tự vấn lương tâm. Công chức nằm yên đếm đời mình nhạt quét. Quan lớn dân thường đôi khi tắm chung một bến, ngỡ ngàng nhìn so bì vết chân chim. Thành phố chỉ vờ vắng vẻ sau những ô cửa lớn, để những ô cửa nhỏ như những con mắt hình cú bọ xuyên linh. Vết thù năm tháng, niềm vui ngày thắng trận, một sự kiện chung cho tất cả mọi thăng trầm. Tàn hoang kéo đi, lũ lượt đổ về, cái nắng rắt ngày tháng năm chớm hạ. Mùa chẳng thèm tin yêu lũ người mong muội, đổ hắc ín bóng thấy phố phường cho đứng hình câm toàn vẹn những bước chân tham. Thế là đủ rồi ư? Giã rời đôi vai, rú gập lưng, ngả gạp té thời gian chờ tuyết tắng. Không xanh nổi một cái ánh nhìn nơi trộn rộn, thành phố nghỉ lễ dài chờ đổ nát đến nắm tay. Các bạn, cảm ơn bạn Dương Đức Khánh Thương. Tiếp theo chương trình thì chúng em cũng rất là muốn được lắng nghe lời chia sẻ từ thầy giáo hiệu trưởng yêu quý của chúng em là thầy Đinh Văn Thông ạ. Cô dạy thầy này, thôi, tiếng nói đừng có phát biểu dài. Nhưng mà đến đây nhé, một không khí từ ngoài cửa đón các thầy, tự nhiên tạo trong thầy là muốn nói với các em. Vì đầu tiên là thầy gửi chào và cảm ơn các em đã có lòng mời các thầy cô đến dự chương trình của tôi hôm nay. Vì thầy qua là lịch sử với các thầy và lịch sử với các em. Đối thầy thì đưa cho các thầy một cái điểm đầu và của một cái điểm cuối trên một cái chặng đường gần 23 năm ở thành phố Đeo. Cách đây không lâu, em Lưu Văn Hạnh là học sinh Bác Hồ khen duy nhất mãi thế này là học sinh lớp thầy Trần Văn Minh thực hiện đến thăm thầy. Hai thầy trò ngồi nói chuyện lâu là vì có chuyện như thế này là thầy em Lưu Văn Hạnh nói với thầy từ nay trở đi sắp tới em sẽ không có điều kiện đến thăm thầy nữa, em sẽ về Đà Nẵng. Vì Lưu Văn Hạnh trước là giám đốc sân bay Đà Nẵng, sau ra làm Việt Nam Airlines, cho nên đến thăm thầy. Thầy nói gương cho thầy. Thế là ít ngày sau, thầy nhận được cái giấy mời của cái khóa 23, mời thầy đến dự cái cuộc lớp này. Thế thì rõ ràng các em thấy không? Điểm đầu và điểm cuối, nó gợi nhớ cho thầy cái quãng đời 23 năm thầy trực chuyên. Bài thơ của em Bắc cũng đã nói lên nhiều cái nội niềm của học sinh viên của trường ta với bài thơ của em Khánh Thương. Thơ là tiếng lòng mà em đã nói rất đẹp. Còn riêng thầy thì hồi tưởng lại trong 23 khóa thầy giữ với nhiều khóa, nhưng cái chung nhất các khóa môn khóa đều có cái riêng của nó, nhưng cái chung nhất là thầy thấy ở các em có một tấm lòng dành cho trường của Tâm, tấm lòng
đi học được ở trong trường Phan Bội Châu thì mới đúng thôi. Và nghe cái buổi tôi cũng hôm nay sẽ tạo cho các em sau khi về sẽ gợi lên những ngày mà sống ở Phan Bội Châu, một mái trường mà thầy cho rằng một tài sản của em sẽ không bao giờ trong cuộc đời của em quên cái mái trường này. Thầy nhớ lại trước khi mà thầy ra Hà Nội, trước cái năm 1997 một chút, trước có mấy năm thì tên đài truyền hình là em ăn đấy phát biểu, thầy với cô bình về câu phát biểu của em ăn. Em ăn phát biểu đã ý thế này: cuộc đời của tôi học ăn theo kéo dài những ngày đam mê và mong ước được vào trong cái đội tuyển đi dự thi quốc tế, nhưng tôi đã không làm được, và tôi hy vọng và mong mỏi cái thế hệ sau sẽ tiếp nối và nhất định sẽ làm được. Em đã đến được Hà Nội theo mảnh đất của Hà Nội theo cô gái trẻ để cho rằng em đã đến một vào thời điểm mà trường Hà Nội theo đạt kết quả rực rỡ nhất, có đạt lần đầu tiên đạt huy chương vàng Olympic môn vật, môn lý đạt huy chương vàng và huy chương bạc, môn hóa đạt huy chương bạc. Thầy đã có dịp có điều kiện gặp được một đồng chí ở học ở môn phổ thông trong dịp thầy Hà Nội. Đồng chí nói thầy Phan Bội Châu có thể nói là cái năm nay là cái năm nhất nước. Em về trong bối cảnh đó, em về trong không khí đó, thầy chúc mừng các em, thầy chia sẻ với các em hãy đến trường Phan Bội Châu, thầy nghe nói hôm nay các em sẽ đến, em đó là điều các em chia sẻ nhé. Vì đặc điểm của các trường chuyên, nếu không có những cái bước nhảy vọt đó thì cái thương hiệu của nó lớp trong các cái trường đại học. Đấy. Việc thứ hai là một cái điều là thầy cho là sự thảo luận là cái khóa này là coi Nguyễn Cảnh Hào. Nguyễn Cảnh Hào là con thầy cùng đấy, là em học sinh được giải bài môn toán, và khi thầy đề nghị thầy Bùi nguyên hiệu trưởng nhà trường có lần liên kết với thầy gần đây thôi, cách cái vài năm thôi, nói thầy môn lý môn hóa thì được thầy, nhưng môn toán suốt 18 năm nay không có học sinh đi dự thi quốc tế. Thầy lại giáo viên toán, thầy nói với thầy như thế, tôi tin là đến lúc sẽ có, năm nay có, năm cách đây 2 năm là có được một em đi thi được huy chương bạc, và năm nay được một huy chương bạc. Có nằm trong trường chuyên, có sống trong trường chuyên mới thấy giá trị của những cái giải đó. Báo chí đã phân tích nói nhiều, nhưng là người Phan Bội Châu mới thấy được cái giá trị đó. Thầy ở ngoài Hà Nội trong dịp vừa rồi nói thật với các em, thầy rất vui và có lúc tự hào trong buổi ăn cơm với con cái của Vũ Mạc, vì Vũ Mạc là đại biểu khóa 10 với cô Thanh, rồi thì Vũ Mạc nói chuyện khen, ngồi dành nhiều thời gian khen cái trường Phan Bội Châu sao cứ giỏi thế, trong nghèo nhất mà sao là chiếm lĩnh cái ngôi trường nghèo nhất. Vậy thì thầy cho rằng cái điều đầu tiên mà em được về trong một dịp mà trường Phan Bội Châu đã làm nên những kiến tích như thế, thầy hy vọng rằng những chuyện rồi đấy em xuống trường và về kể cho con cái các em ở nhà nghe, nó sẽ tự hào về các em học được năng lực. Cuối cùng thầy có lời chúc một lần nữa cảm ơn cha mẹ thầy tới dự và chúc các em trong chuyến đi này thì mẹ ăn thì được ăn trong các bạn bè làm cái gì để nhớ lại tất cả những điều đến mà xin được cảm ơn thầy Trịnh Văn Công. Chúng em sẽ tiếp tục trở lại với phần
giao lưu các thầy cô vào chương trình tiệc tiếp sau. Thay mặt cho toàn thể các bạn tập thể của K23 một lần nữa cho em được kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng em xin hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng để xứng đáng là học sinh của ngôi trường Phạm Bình Châu thân yêu và xứng đáng là học sinh của các thầy cô. Em xin được khép lại cái phần lễ tri ân ở đây. Trong sáng thơ ngây, hôm nay đây gặp lại sớm vậy. Ngày tháng muôn phương xa cách, kỷ niệm trường cũ thời xưa, tràn ngập những niềm vui buốt xưa lâu dấu ngậm ngùi. Hoa phượng thắm bồi hồi, năm tháng xuôi ngược bóng ba. Hồng đã rời xa, thầy cô bạn cũ nghẹn lời, dịu nồng lời hắn trao nhau, chia tay lại hẹn kỳ sau tương phùng.
giải tiếp. Rồi, xin mời đổi nhạc đấy ạ. Mỗi đội sẽ có 2 phút để tìm ra cho mình một cái tên. Đấy, người mình là Biển Xanh Teo Gao Ru. Ok. Đội số 2 tên là Sông Lam và slogan là Chiến 1, 2, 3. Chiến 1, 2, 3. Chiến. Slogan là chơi là máu, máu là chơi. We're beautiful now. We're beautiful now.
time's the first time and never gets old. Heartbeat racing so fast, I won't rush, I'll make a last. Lost in space, I feel like I'm falling. Come on in, I'm feeling alive. Baby, I can get enough. No, you push me and I touch you. We fight over the stars. Just do it, baby, pull the trigger. Woo!
tuyệt vời. Tôi được hóa vào lên. Ôi, chị Lâm thích này. Điều này thì ai mình thích. Tại cửa lo thì nam xin được trân trọng giới thiệu bốn cặp đôi
nắm mắt xóm thì các bạn có thể bổ sung được không ạ? Đầu tiên là cặp đôi Huy Châu đến từ lớp toán. Mời hai anh chị lên sân khấu ạ. Xin mời đi lên sân khấu ngoắc tay nhau ạ. Xin mời cặp đôi tiếp theo. Bạn Hiệp Vinh. Bam, vỗ tay đi các bạn. Rồi, xin mời cặp đôi Hoàng Thơ. Cái đôi này là hiệp lắm. Ngày xưa là gọi là hình ảnh của rất là nhiều cặp đôi đúng không ạ? Và cặp đôi cuối cùng đó là cặp đôi bạn Hướng và bạn Chi. Xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Các bạn có một phút nữa để có mặt kịp thời ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay và ngưỡng mộ, bởi vì bây giờ họ vẫn đang sống bên nhau ạ. Quá hạnh phúc đúng không ạ? Một tràng pháo tay cho Huy Châu đi ạ. Ai là fan của Huy Châu đi vỗ tay thật lớn đi ạ. Huy Châu có thể thể hiện một cái hành động nào đó để kêu gọi fan câu like đúng không ạ? Hạnh phúc thể hiện bằng cái gì ạ? Huy Châu trước. À, vợ chồng mình không làm những cái việc nhạy cảm trước đúng không? À, không, mình không nói làm nhạy cảm, mình chỉ nói thể hiện một phần chia sẻ hay là một cái gì đó thôi. Tức là chỉ số có thôi, không hát có thì à, mình quen. Ok. Lên! Lên anh ơi! Trời ơi, nhìn cái hành động huyết để cháu mà nắm thêm, tại vì người tỏ quá trước khi mà được trông bếc ạ. Một trong một tái thịt nhà, chúc mừng cặp đôi hạnh phúc. Cái cặp lãng mạn nhất thì ta để sau cùng đúng không ạ? Xin mời cặp mà có một cái ấn tượng nhất đối với nam đó là cặp này, cho mà đều thế. Xin mời hai bạn. Xin mời bạn Hiệp với bạn Vinh, bạn có thể có thể hiện một cái điều gì đó để chứng minh là hai bạn đang rất hạnh phúc. Huy nói là Huy sẽ bế cả hai bạn đây. À, đùa thôi, bạn có muốn chia sẻ gì không ạ? Là thằng Huy chơi bẩn. Lời chia sẻ của bạn Hiệp là Huy chơi bẩn ạ. Xin cảm ơn bạn Hiệp. Rồi, mình, các bạn lưu ý nhé. Chúng ta có thể nói là một lần duy nhất để đứng ở đấy và chia sẻ với bạn cùng khóa cấp 3 của mình đúng không ạ? Chưa chắc lần sau đã có, đúng không ạ? Xin mời ái hãy tận trọng cái thời gian mà chúng ta dành ở đấy thì sẽ nhận được cái kết quả. Xin mời cặp đôi. Wow. Trời ơi, ánh mặt màu chuối thể hiện lên rất là khỏe. Một trang của tay cho đàn ông chuối. Cặp đôi này mình gặp ở Hà Nội và mình cùng chứng kiến họ thực sự có một cuộc sống rất là viên mãn. Và ngày hôm nay thì các bạn có đúng 3 giây để thể hiện với tất cả các bạn. Không phải để show off mà để thể hiện rằng là những người cùng trường Phan và Châu mà lấy nhau thì gì ạ? Number one, xin mời. Của cặp ngưu lang chức nữ này thì ở đây cho nam hỏi này, ai biết truyền tình của hai người này ạ? À? Thực ra đáng lẽ là lớp toán lý và lớp lý là phải là gì ạ? À? Phải là người ta gọi là gì nhỉ? Thống gia. Cho nên là bây giờ xin mời đại diện của lớp toán lý lên sân khấu, mời bạn Đức Anh khi chiều nói năng phát biểu rồi dư lấy đi. Mời lớp trưởng lớp lý, một trong một tay cho hai lớp trưởng đúng không ạ? Tinh thống gia giữa toán lý và lớp lý ngày hôm nay chúng tôi sẽ gọi là gây dừng lại đúng không? Xin mời hai bạn bước ra đây ạ. Mình tin chắc là bạn Quang sẽ có những cái màn trình diễn thể hiện sự hạnh phúc khác hẳn. Chúng ta có muốn nhìn thấy sự khác hẳn và thực sự nấp cháy ra. Mình nghĩ là đôi niên hôn nhau nhưng mà thôi ta đừng nói trước ngay. Rồi, hai lớp trưởng đâu đó. Mời hai cụ bước ra đây ạ. Bên ngoài là bên ngoài thì ưu tiên đứng trước. Bên ngoài đứng trước. Rồi, bên nội đứng bên đây. Rồi, hai anh có thấy là cả con lên vườn lên trong, hai anh có mừng không ạ? Mừng đúng không? Vừa mừng vừa lo ạ. Vậy thì ngày hôm nay là bốn người này này là thực sự là xứng đáng nhận được một tràng pháo tay thật lớn và kết nghĩa hai đơn hai lớp này được không? Rồi, bây giờ quá thể hiện đi, hát thơm được.
đâu. Và hát ok. 1, 2, 3. Wow. Rồi. Thay mặt cho tất cả các bạn, hãy nói xin chúc một bạn trong năm hạnh phúc. Thế đây là mời, mời về chỗ. Tối nay thực hiện mọi việc theo gia đình nhá. Ở trong cái nhỏ cảnh nếu như mà sinh con sắp tới thì đặt tên là gì? Tối nay mình phấn đấu. Ông cũng phải cân. Cả hai cá cứ thẳng thẳng với nhau tên gì? Thực sự các bạn thấy cái tên nó quan trọng á. Tớ thấy sáu hồi khóa này xác định hò mới là khó đấy. Sáng nay có bảo bố mình thì họ Nguyễn, mà mình thì họ Trần. Bạn nào nhá? Hôm nay ta là cháu lưu của anh nhá. Tôi cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn bạn Nam. Có thể là hội khóa năm nay 20 năm thì bốn cặp đôi lên sân khấu. Nhưng mà có thể là hội khóa 25 năm hoặc là 30 năm thì có thể 8 cặp đôi lên 8 cặp đôi nhá. Theo thống kê thì xã hội hóa sẽ có phát sinh rất nhiều đấy. Biểu đây là một anh em tông rồi đấy. Bây giờ các bạn còn chờ đợi điều gì đâu ai đoán được. Trước hết Nam xin hỏi là ai ở đây là các bạn đến mà gần là suýt nữa thì không đến được. Đó là sự nỗ lực của các bạn thì có thể giơ tay đúng không ạ? Có bạn nào thực sự phải vượt quá rất là nhiều thì mới có mặt được ở đấy không ạ? Hay là dễ dàng cả? Dễ dàng cả, vậy thì hãy dành 100 khỏi tay cho nhau. Có thể giơ cao lên có gì đâu mà. Sợ đi học thì bữa mà bây giờ ngoan thế nhỉ, chắc bây giờ chả làm được gì nữa, không ngoan thì sợ. Thì nào xin mời đích danh luôn đúng không ạ? Đại diện lớp toán có một người bạn rất là xinh. Và bạn đấy không chỉ xinh mà học giỏi mà còn hát hay nữa. Các bạn đoán đó tên là gì thì mời lên sân khấu ạ. Từ giá thì được khóa đâu không ạ? Một ba ạ. Ai? Xinh gã có đất em lưu đỉnh dây. Cô giáo nhưng mình cũng hay hát. Thì vì là mình là người Nghệ An và cả chúng ta đều là người Nghệ An cho nên mình muốn gửi tới các bạn một ca khúc đậm chất Nghệ An của chúng ta, Neo đậu bến quê, một tác phẩm của cố nhạc sĩ An Thiên. Vâng. Người ơi, chưa bao giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được lựa chọn điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến. Tình anh đã nhức nhối khi làm tình em.